Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con đực man các bạn. Hai con đực man nha. Đây đứng cho mặt bạn đực man đầu tiên nè, chân móng hoàn thiện các bạn. Chân móng hoàn thiện nè. Mặt gu nè, yếm dầu nghiêm chỉnh các bạn. Mặt gu yếm dầu nghiêm chỉnh nha. Sẽ lưng, sẽ mặt nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Đây sẽ mặt, sẽ lưng nè. Nghiêm chỉnh, yếm dầu dái hai hòn, đòn dài nè các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Đó, các bạn thấy yếm không? Yếm dầu là nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện móng sò nè. Manh tay nhỏ nha các bạn. Cặp được ba này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn. 27 triệu. Mặt gu nè, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết. Lưng thẳng đòn dài chân móng sò. Lưng thẳng đòn dài chân móng sò. Yếm nè, đó các bạn thấy yếm không? Vậy cu vậy, dậu là nghiêm chỉnh, cu thì cu bật, sái tích là nghiêm chỉnh, chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn, chân móng là móng sò hoàn thiện, giá là 27 triệu cặp được manh tay nhỏ đó các bạn, 27 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Sải mặt, sải lưng nghiêm chỉnh hết, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cao nè. 1m15 bò nè anh em, 1m15 bò. 1m15 bò, đít nè, đít cao 1m2. Đực man này cao 1m15, đít cao 1m2. Sải tích nghiêm chỉnh, chân mông sò. Cao 1m15 bò, đít cao 1m2. Đó. Dái hai hòn, chân móng hoàn thiện, xương lớn. Sẽ lưng, sẽ mặt đồ nghiêm chỉnh này, sẽ lưng sẽ mặt đồ nghiêm chỉnh đó các bạn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết, cao 1m15 bò đến cao 1m2 nha. Cao 1m15 bò đến cao 1m2. Cặp được man này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Con tiếp theo, con này cũng vậy các bạn, sai tích đồ nghiêm chỉnh hết. Con này bạc gu, sai tích nghiêm chỉnh hết bạc gu các bạn, đòn dài. Sai tích nghiêm chỉnh bạc gu đòn dài. Sai tích đồ nghiêm chỉnh bạc gu đòn dài. Rồi các bạn thấy không, dàn yếm nè. Yếm dậu rồi các bạn thấy không, nghiêm chỉnh hết nè. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Cặp được ba này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó. Chân móng nè, chân kiện thú móng sò nè các bạn. Chân kiện thú móng sò. Lớn xương, đòn thì dài. Lớn xương, đòn dài. Bạc gu yếm dậu thì nó nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm dậu thì nghiêm chỉnh hết. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Yếm dậu nghiêm chỉnh, chân móng đồ hoàn thiện hết. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đây cao 1m13 bò nè anh em, 1m13 bò. Cao 1m13 bò. Đít nè. Đít cao 1m16 bò các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện bạc gu, yếm dầu nghiêm chỉnh. Đó, cặp được man này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Con này cao 1m13 bò nha các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn và xin được báo giá lại cặp được man chủ báo giá là 27 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.